bao giờ mà thần kinh, nếu mà người thần kinh người ta không có vậy đâu. Người thần kinh em nói đi chùa là người ta không bao giờ người ta cặp mắt nó nhìn vậy. Tại vì ở đây nè, có mà thằng em gửi em nó bị ma nhập đó mà 7 tháng trời ở nhà không biết đó, nó ăn liền liền luôn. Giống như mà ba nói là giờ ăn sáng giờ ăn cơm năm quận đó. Dạ. Cái người thường không bao giờ người ta ăn gì hết trơn á. Là ăn cơm mà vẫn thấy đói. Bữa hổm mà thằng em ăn nó ăn nó mới ăn dọn cơm cho nó ăn xong rồi mà nó tự nhiên nó đói, nó ra quất một tô chè một con gà luôn ở nhà, mới hết hồn mới là biết nó bị ma nhập, mới kêu gọi người ta lại là mà mới biết nó ra chứ ở trong nhà 7 tháng trời mà không biết nó là bị ma nhập luôn. Dạ nó ở trong đó luôn, nó ở trong đó luôn, nhưng mà khi mà nó hụt xuống á, tại vì nó hụt xuống nó cái dai á, nó hụt xuống á, tại vì anh có cái người mà lại nói chuyện với nó nè, nó hụt xuống không là nó hụt xuống là cái người đó, nửa xác của người, nửa xác của mình thì bình thường, còn nếu mà nó nhóc lên là cái hồn đó là của cái xác đó là hồn đó là của ma, giữ thấy sợ luôn. Và nếu mà nó ẵng xuống là nhỏ đó đó, là chính là nhỏ đó. Nhưng mà nếu mà cái người mà đã ở trong cái người mà người phàm mình mà ở chung với nửa ma nửa người đó là nó cũng sẽ ra thần kinh luôn. Tại vì ở chung lâu quá rồi con người mình không còn là con người nữa, nó ngoại nhập mà ha. Đúng rồi, nó nhập và nó ở trong đó truyền kiếp luôn. Là cái thằng đó hồi lúc trước nhà em gửi anh là nó ở trong đó truyền kiếp luôn. Là họ tới chừng sau này á mới là kêu thầy là khỏi nói chuyện với nó. Là nó về đây mấy tháng rồi, mà ở đây lâu rồi. Mà nhà ông đâu ai biết đâu, mà nó ăn cơm xong rồi nó đói đói bụng, nó quất kêu bụng dậy. Nhà mới nghi ngờ, mới kêu thầy lại coi, thì kêu nó lên nói chuyện. Nó kêu nó học lên học xuống, nó nói chuyện, nó kể hết trơn gì đó. Nó kể là nó sao ý hịch vậy luôn. Em á, em đi nó gượt em chạy trúng cái ghế đá chứ mà em sưng mấy ngày không hết, mà nó đập tóc ngoài luôn. Đúng rồi, không sao là không. Anh nói là tại vì anh có từng chứng kiến những người bị ma nhập mà bị như vậy rồi mà bình thường không sao hết á. Thì là tại vì cái lúc đó là cái người đó là cái xác cái của mình thôi, cái hồn là của ma quỷ nó, nên là nó ai được hết, nó che chở được. Chứ cái người thường mà em nghĩ đi đập vậy mà không uông sưng đó. Yeah. anh mà gom lại những cái tình huống lại, anh gom lại là mấy nói là nhỏ là ma nhập 100%. Đổi lần mà nghe em nói đi chùa cái là nó bỏ nó chạy. Yeah, em nhớ nó chạy. Em nhưng mà thằng kinh em nói đi chùa nó có không liên quan gì đâu. Dạ nó đâu biết luôn, đâu biết đâu. Vừa bắt đầu á nó nhìn với em mấy cặp mắt, cái người mà thằng kinh á, cái cặp mắt nó rất là dễ biết. Yeah. Cái khuôn mặt nó ngơ ngơ ngáo ngáo, nó như là nhiều mình giống mấy người thằng kinh bạc, cái quay em quay em thấy nhìn người thằng kinh đâu nó ngơ ngáo. Còn nó nhìn cái mặt nó là không có phải người thần kinh. Mà có nhiều khi anh như vừa khả năng anh thì nó cũng không có bao nhiêu, như tại vì lúc này anh cũng làm không có nhiều, mình thấy có ta giúp đỡ rồi thì thôi, thì anh cũng không có thì anh xem anh ủng hộ em vậy là em mừng rồi anh. Anh xem hết á, như là nói chung là ở đây thì anh nói chung khả năng anh cũng giúp ở đây cũng nhiều lắm, nhưng mà mình anh coi nhiều khi em coi về tới phi bữa nào anh cũng coi hết trơn, nhưng mà khi mình giúp không được mình cũng buồn dữ lắm luôn. Không có tâm thần, cái người mặc tâm thần nó nhìn rất là biết, anh có bình luận vô trong đó rồi. Tâm thần không có phải tâm thần, tâm thần cái người ta ngơ ngơ ngáo ngáo thôi, không có phải cái mặt, không có mà hung dữ gì dữ cái đâu, cặp mắt nó rất là ghê. Yeah. Cặp mắt nó nhìn em nói gì mà nó nhìn em á, không chớp mắt mà nó nhìn rất là ghê vậy, nhìn rất là hung dữ. Còn mà có em có em đó thì em quay clip vô người tâm thần có người nào mà nhìn không mặt cặp mắt mà nhìn em vậy không? Không có anh, không có. Anh gom là những cái giai đoạn là em đã khẳng định. Anh nói khẳng định là nhỏ là ma nhập chứ không có người không, cái phải. Người tâm thần không bao giờ mà đi ra chỗ đó, mà đi ra một chỗ hoài, không bao giờ nhớ đến chỗ đó mà ra chỗ đó hoài. Có cái người cũng có những người tâm thần mà người ta quậy phá cũng có, nhưng mà người ta quậy cái cách quậy phá của người ta, cái quậy cách phá những cách tâm thần. Em hiểu không, là quậy không biết trời đất gì hết. Yeah. Còn con nhỏ này nó quậy mà nó cái mặt nó hung dữ khủng khiếp luôn. Yeah. Cặp mắt nó hung dữ chứ lắm. Rồi thêm một cái nữa em nghĩ đi, mấy cái người bị tâm thần cái quậy đây là cũng bị đổ bể đầu đổ máu gì chứ, tỉ mình lũi vô hoặc là gì mình phải u đầu bể máu gì phải không? Yeah. Người tâm thần chứ phải mình đồng da sắt đâu. Kiến mà nó đập mà nó nghe kể lại kiến mà nó đập đầu vô mà bể kiến bể mà nó cũng sao là biết. Yeah. Em biết rồi đó. Anh mới thấy cái tập mới này nó đụng vô cửa lá sắt kìa. Dạ anh mới coi xong nè, anh mới coi xong thấy cái số để anh mới điện nói chuyện với em nè, quá trời nó đập bốp luôn mà cái đầu Y Nguyên. Anh khẳng định 100% luôn là con nhỏ này là nó có người này dựa nó theo, là dựa từ hồi lúc mà chắc là lúc nhỏ tới bây giờ luôn đó. Cái bệnh này là đem đi, anh giờ em đi lên Sài Gòn em chụp hình CT nó cũng không bao giờ ra, tại vì con nhỏ này ba nó đã đem nó đi hết một lần rồi chứ không phải là không gì nào gì chưa có từng đem hai lần rồi, lúc trước em trai của em còn sanh đúng một là hai lần rồi.
hai lần rồi, nhưng mà là bác sĩ nói là nó bị tâm thần, là bác nói chung là bác sĩ không bao giờ đề những khoa học, nó không có đề cập vô những cái người mà theo, người mà nhập, em hiểu không? Nó cho cái đó nó cho là tâm thần thôi. Nhưng mà cái em nói là khối u, nếu mà con nhỏ này không phải là khối u thì khối u chứ, nó đập cũng phải bể chứ. Cũng bể đầu vậy, khối u chứ không phải là cục sắt ở chỗ đâu mà đập không bể. Không phải cái đầu nó không phải là khối u, nhưng mà con nhỏ này là khi mà nó đạt nó là nó gì đã nó bị ma nhập lên, là nó bị khi mà nó nhập nó ở trong nhỏ này là nó ở suốt luôn, nhưng mà nó vẫn có hụt xuống. Lúc mà nó ổng nói khi nào mà nó ổng lên mà khi nào nó quậy á là lúc đó nhỏ nó trào lên đó. Trào lên nhưng mà nó quậy đó, là còn nếu mà nó tỉ nó không quậy nó sẽ hụt xuống. Mà hụt xuống là chính là nhỏ này, nhưng mà nó đã bị vậy rồi, cái con người mà sống chung với ma vậy là nó bị nó ngơ ngơ ngáo ngáo, nó không còn chính là mình nữa. Trời ơi, anh thấy của gà anh bỏ hổm, anh mới coi lần đầu tiên á thì anh chưa có hiểu gì hết, nhưng mà anh coi quá về cái clip, nhiều cái clip rồi, là anh nhìn con nhỏ này là anh mà chu sụ rồi sau chuỗi lại cái mà mấy cái mà anh khẳng định nó là bị ma nhập mà cái người chết là ngay chỗ đó luôn. Anh lúc đầu anh cũng không biết luôn, nhưng mà anh nhận đoán ra được là cái người chết ngay chỗ của cái giọng cái đưa luôn, nó quay mặt qua mé sông không à. Nó không bao giờ nó đưa, không bao giờ nó xoay mặt qua đây. Đúng. Em thấy không? Dạ. Rồi thêm một cái nữa là mỗi lần mà em nói đi chùa, ba nó nói nào thì nó có biết chùa, đi đâu thì nó biết chùa cái gì đâu, mà sao tự nhiên em nói đi chùa là nó bỏ chạy. Dạ. Em nói đi chùa là bỏ chạy, tại vì biết sao? Hồi lúc á em rể của anh á mà nó bị ma nhập á. Mà hồi đó anh bên anh thì đạo Thiên Chúa. Dạ. Mỗi lần mà anh đem mà cái sau chuỗi Thiên Chúa là cho nó đeo là nó bỏ chạy. Rồi anh với lại cái thấy cái hình chúa anh đeo vô để vô phòng đó, lúc mà nó không có nhập thì nó không sao, chết nhập vô nó kêu vợ nó đem dẹp nó trên đầu á. Dạ. Ma nhập là dễ biết vậy lắm, nó còn cái người thần kinh là nó tại vì phải không, ma nhập một thời gian là con người sẽ là bị thần kinh. Yeah. Con người mình mà sống chung với ma rồi là nó không có còn là chính là mình nữa, nó sẽ ngơ ngơ ngáo ngáo ngơ ngáo vậy, mà khi nó lên rồi nó rất là hung dữ, mà tùy theo ma nghe, ma hiền ma dữ nghe. Dạ. Yeah. Còn cái thằng mà nó nhập với em dễ anh, nó rất là hiền, nên không bao giờ nhà biết, chỉ nó ăn nó bị lộ, cái bữa đó nó ăn quá trời ăn nên nhà mới lộ, nó bị lộ nó biết nó nhập thôi. Rồi nó sống chung với em dễ anh biết như khùng điên vậy, cũng giống như thằng kinh luôn rồi đó. Nói đủ hổm nói nó nhà nó nói là nói nó thằng kinh không à. Mà thằng thử tới chừng mà nó chịu kêu thầy lại mà nó chịu đi rồi đó. Là bắt đầu mày khỏe, là từ từ khỏe lại đó, đâu có thằng kinh làm gì, có uống thuốc gì đâu. Bây giờ anh nói vậy á, em xin đăng cái đoạn này lên coi cho. Không có phải tâm thần bỏ hổm đệt, nó đưa đi hết một lần rồi. Nếu mà tâm thần á thì mình kêu nói với người ta, mình sau chuỗi lại những cái việc nó làm đi. Nếu mà con người bị tâm thần là đâu phải mình động da sắt thì mình đầu bóp thì thử anh, mình thử mình đập để coi vậy mong sưng không. Dạ. Yeah. Đập kiến bể hết trơn mà không sao hết. Rồi em mỗi lần em nói đi chùa là nó bỏ chạy. Rồi em nói đi chùa rồi nó nhìn cái cặp mắt của nó nhìn em giống như ông muốn ăn thịt, nó ăn tương nó sống em. Cái cặp mắt đó là cặp mắt của ma đó, chứ không phải cặp mắt của người thường mình đâu. Người thường mình là cái người khùng mà không ai mà nhìn tới vậy đâu, không nhìn mà không cháy mắt mà nhìn thấy cặp mắt nó hung dữ thấy ghê luôn. Trời ơi, nó lo một cái nó đỏ hết luôn anh. Đúng rồi đó. Mà anh lúc mà anh coi là anh biết ma nhập liền luôn á, lúc mà em nói chuyện với nó anh thấy mà nó nhìn em rồi lúc mà nói chung là bỏ hổm giờ anh coi là mới cái lần cái clip cuối cùng là anh mới khẳng định thôi, bỏ hổm giờ anh chỉ nghi ngờ thôi, hiểu không? Bữa nay là thấy nó kinh khủng quá, thấy không? Tìm đi số điện thoại nói chuyện với em cho được. Kinh khủng, rõ ràng em vô nó mà đi chùa gì một cái một là nó bỏ nó chạy đóng cửa nó mà không nhận nha. Cái lúc mà em quay á nghe anh mới đoạn ngạc nhiên nè, nó như anh vừa thấy nó cái cửa xa hoà mà cái gọt cái nó ra tới mà cửa trước. Cái đó là không phải chạy luôn á, anh nghĩ là không bao giờ mà chạy nhanh cái nào mà cũng không ra được tới ngoài trước liền, nó chứ trong vòng 2-3 giây gì à. Dạ, nhưng mà không bao giờ mà chạy kịp ra mà tới ngoài cửa gồng qua tới nó qua tới quẹo qua tới thanh lú đầu qua bên đây liền, anh tới vừa cái gọt mà là nó ra tới trước liền, mà nó không phải ra trước mà nó ra tới ngoài này vòng ngoài này luôn, anh giật mình luôn á. Thế anh dẫn không có anh quay á, anh nói chung mà anh mà khi một khi anh muốn nói cái chuyện gì là anh suy nghĩ anh sâu chuỗi kỹ lắm anh mới khẳng định mới dám nói. Cái kiểu mà rồi, mình tổng hợp lại những cái anh sâu chuỗi hết những cái không qua mắt được anh đâu, nói chung là anh bảo đảm 100% luôn, không bao giờ qua mắt được anh, mà anh nói bảo đảm là 100% là con nhỏ này nó bị ma nhập từ đó tới bây giờ luôn. Nên là biết sao nó ở trong đó, nhưng mà lúc nó sao hụt xuống cái vai, tại vì mình có cái người cô bà làm thầy nè, bà nói với nó hụt xuống cái vai nó ở trong người đó luôn.
nhưng mà khi mà nó muốn lên đó là nó nhột nó lên là bắt đầu là cái người hồn người đó là hồn của nó, còn nếu mà nó sụp xuống là cái hồn của người cho người ta. Nhưng mà mình sống chung với nó hoài vậy mình là không có được, mình phải tìm cái phương cách nào phải để trục xuất nó ra mới được. Còn nếu mà cứ để vậy nó thần kinh rồi để cho nó trục cho nó sống vậy hoài á, em suy nghĩ đi. Thứ nhất là con gái nó một ngày lớn rồi, không lẽ nó ở chung với cha chạm với ba nó vậy, rồi một nữ một nam gỡ trong nhà rồi tắm rửa đồ đạc đồ vậy sao đỡ lòng vậy sao được. Em nghĩ đi, dù cha con thì cha con chứ phải không? Đó là con gái nữa. Quá trời, thứ nhất là ổng quá trời hiền với thai nó, ổng không có biết sao, ổng không có suy nghĩ thoáng được. Nếu mà ổng biết suy nghĩ mà ổng sâu chuỗi lại nhìn giống như anh á, ổng đem nó đi trục xuất nó ra. Mưa kiếm thầy hay trục xuất được hết. Ma không, khoa học thì nó có nói không có, nhưng mà cái trên đời này là phải có ma, có quỷ, anh tại anh chứng kiến nhiều lần lắm rồi. Có có hết trơn á, bên đạo Thiên Chúa cũng dặn nó có ma quỷ hết trơn á. Có hết. Chứ không phải không có đâu, nhưng mà tại vì nhiều khi khoa học thì bác sĩ người ta không tin những chuyện đó, nhưng mà làm vậy nó nói cho mình là thần kinh. Có những người bị thần kinh mà lại nói ma nhập cũng có luôn nữa, thần kinh thiệt, nhưng mà người nhà không biết, nói ma nhập tới lo đi chữa chị ma, không lo chịu đi chữa thần kinh cũng có luôn. Anh coi rất là nhiều rồi, nhưng mà một bữa nay tối nay là anh mới khẳng định 100%. Còn mà lúc anh coi anh còn hơi lưng lự. Bên này thấy lộ quá trời, anh thấy nó lộ quá lộ. Lộ một cái là anh giật mình, mà sao mà anh mới thấy nó lúc cái cửa, anh vừa mở cái cửa ra được mà ông nó vòng ra tới trước liền này. Còn quay bay chưa kịp nữa, sao mà đi chạy kịp. Ui nó lẹ lắm kìa anh, nó lẹ lắm. Lẹ cái nào lẹ, anh nói bây giờ nếu mà cái người thường nghe, anh nói là cái người thường, em hiểu không? Nếu mà cái người thường á, lẹ cái nào lẹ cũng không bao giờ mà từ đây trước bến chứ cọt hạn cũng phải mười cỡ 10 mét, 10 mấy mét. Mà sao quá lẹ vậy, sao anh thấy nó vừa lúc cái cửa em vừa giật cái cửa ra là nó ra tới chỗ này, thấy rõ ràng luôn. Thế như nó, trời ơi, thằng mình đứa nhỏ này cũng như là nó ông ba nó mà không đem nó ra rồi đó, ba nó khổ suốt cả đời luôn, hành xác hành ổng quá trời quá đáng. Cái này là ma mà ma nghĩa mà ma hung dữ chứ không phải là ma hiền. Ma nó cũng có ma hiền ma dữ nữa. Có nhiều người đó, người ta ở chung với ma sống kia cả đời luôn, người ta cũng nhập sống được tại con ma hiền. Con ma nó cũng giống như người phàm mình vậy, cũng có người dữ người hiền. Còn con này là nó quá hung dữ rồi, quá dữ. Trời ơi, tới em thầy em nói gì đó. Em điện bên thầy bên An Giang nhưng người ta không có bắt máy. Mình phải tìm coi kiếm cách nào coi, người ta đem lại coi. Phải thầy hay mới được. Hay mới được mà phải mà tí ở gần đây á là có cái gì của anh nào quả bảo quá trời hay luôn. Hồi lúc trước ở nhà cũng nghi gì đó. Cái nhà cũng nói này nó kia kiếm thầy gì đó, cái nó lên không biết lên, nó kêu ở nhà đi xuống kêu các bạn lên nói chuyện nó mới thôi. Cái đầu mình lên cứ kêu người bắt xôi mình á, lên kêu nó ngọc chạy nói chuyện anh em dẫn ốc người luôn. Hồi đó anh không có tin dù mà ma nhập, mà nói chuyện anh dẫn ốc người luôn. Hỏi nó hỏi mà bà hỏi đó sao mà đi về đây, sao mà là sống đây. Nó nói bố hổm xác này đi vô chùa rồi đút ngang chủ cái thầy cốt nó để trong chùa đó, rồi nói ai mà giúp đỡ theo giúp đỡ nó gì là măng người đó. Nó nói bây giờ kêu nó về đã rồi giờ đuổi nó đi. Rồi bà hỏi sao chết, nó xe đụng rồi đem vô chùa gì ha. Rồi bà nói bây giờ là thôi ở cũng hổm giận cũng lâu rồi tôi đi được rồi. Cái nó nói không cho nó sinh nở từng nó đi cái bà giúp biết bà không chịu, bà nói mày phải đi liền chứ mày là người phúc mày mặt mày sống chung với người ta không có được, ai cho mày sống. Rồi hỏi nó thăm nó nói như là ở trong chùa là cũng như giống như là có quy luật đàng hoàng là như là chưa tới giờ ăn á thì ai cũng được đi vòng vòng chứ đi chơi gì đó, nhưng mà tới gõ kẻng là phải về, có về có mặt đầy đủ hết trong chùa. Đúng rồi, nghe nó kể mà anh nghe nó ngồi nó nói chuyện với bà mà mình vẫn có thể kéo đó, là nói chung là không phải giả nghe, tại vì em gửi mình biết tánh đó mà. Dạ. Rồi giờ cho anh nghe nói chuyện. Hả? Anh Minh biết thầy đó không? Có kêu xuống đây giùm em không? Rồi giờ dễ gì người ta đi, người ta giàu có, người ta đâu phải chi môn gì bả thì chị ma hay đâu, nhưng bả mặc vậy mà bố hổm bắt kêu gì bả đi chứ trời. Bả kêu nó mà nó chịu đi đó. Em sợ giờ em bó tay giờ. Không có được, bả khỏi đi Sài Gòn kia mất công đâu. Em thì các bạn nói chứ anh không có sợ ma quỷ gì chứ. Dễ dịu bây giờ anh mà nói nó nè, bây giờ là có trước mặt đó anh vẫn nói nó thẳng luôn, anh không có sợ. Nói chung là mình có niềm tin là mình không có sợ sức mạnh mình. Ma quỷ nó chỉ nhập vô những người mà thiếu đức tin.
yếu đức tin với những người mà vậy đó, sao nó nhập được chứ không phải là muốn nhập ai là nhập đâu. Dạ. Mà nó muốn phá ai nó phá đâu cũng khó quá lắm, không phải là muốn, không phải là nói ghét nào phá người đó đâu, em đừng có sợ cái chuyện đó. Gắn giải có ý vậy, rồi nói ta sống giả mà sâu chuỗi lại những vậy vậy đó, rồi có ai có ý kiến gì không? Dạ dạ ok anh em xin về để cho người ta ok ok được.